Hi, xin các bạn đã quay trở lại với kênh của KTC. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi tới các bạn những cái video phân tích xu hướng về cái xu hướng của thị trường crypto trong cái thời gian sắp tới. Thì cũng như mình đã nhận định, cũng như mình đã tính toán vào những cái kịch bản của mình đã đưa ra từ trước khi mà BTC nó tạo đỉnh ở 2425, mình đã cho các bạn thoát và mình nhận định được là khả năng BTC có thể quay trở về nó test 19k và thậm chí có thể phá 19k một chút. Sau đó bắt đầu nó mới hồi lại. Thì hiện tại cái kịch bản của mình cũng vẫn đang rất là đúng, và sau quá trình mình phân tích ở những cái lần mình cho anh em thoát vụ nó hồi lên bên trên này thì sau chúng ta tiếp tục chúng ta bán, và khi giá nó về đến đây thì mình thấy được là nó vẫn chỉ là sideways và có thể nó sẽ còn giảm nữa đấy. Thì và trong cái thực ra khi mà giá nó từ bên trên này nó đảo chiều đi về đến đây, mình đã nhìn thấy có xuống đảo chiều, nhưng mà hôm qua khi mà giá nó vẫn còn đang ở cái vùng 20k3 20k4 này đấy, ở cái vùng 20k này, thì mình thấy được là thực ra khi nó về đến đây rồi thì bản chất thì mình vẫn thấy được là cái vùng này thì nó không thể đỡ được giá, và cái vùng này là cái vùng hỗ trợ kháng cự nó không mạnh, nên là mình vẫn kỳ vọng là nó phá qua đây về đến vùng dưới. Và cái quan trọng hơn nữa, hôm qua là mình đã xác nhận câu chuyện là gì, là với mình thì cái tình hình với BTC trong cái thời gian sắp tới thì khả năng nó vẫn còn phá cái đáy 19k5 này để có thể về đến 19k hoặc có thể là sâu hơn nữa. Với cái tình hình hiện tại đi như này thì mình nghĩ được là có khả năng BTC nó sẽ còn tạo đáy sâu hơn nữa chứ chưa dừng ở 19k đâu. Nhưng mà 19k thì thực ra là chúng ta cũng có thể là chúng ta đi xe vào được rồi. Bởi vì vùng này đã một đợt vùng rất là giảm rất là dài rồi, và đây cũng là vùng hỗ trợ rất là mạnh, thì kể cả nó có đâm xuống thế này thì có thể nó sẽ rút chân lên. Thế thì cái vùng này là các bạn có thể đi xe được rồi. Mặc dù là cái xu hướng hiện tại vẫn đang rất là xấu, và có khả năng sắp tới Fed nó còn nâng lãi suất, và có thể là CPI nó vẫn còn, tức là nó vẫn còn cao, thì người ta vẫn sẽ sợ và người ta sẽ vẫn bán tháo, thì nó sẽ làm cho giá giảm xuống nữa. Nhưng mà thực sự là với cái vùng 19k mình nghĩ là các bạn có thể DCA một phần được rồi, đừng có lăn tăn, đừng có sợ hãi. Từ chúng ta thoát từ tận, mình đã cho các bạn thoát từ tận 24-25k này về đến cái vùng 21-24k, mình cho các bạn bán tiếp về đây, mình nhận định là giá giảm tiếp thì chúng ta đã đỡ mất rất là nhiều tiền rồi. Thì đến thời điểm này thì thực ra cũng không biết bao giờ được là BTC là đáy ở đâu đâu, không ai dám chắc chắn được, cũng không ai khẳng định được. Đấy, bản thân mình không thể chắc chắn được là đáy ở đâu cả, nhưng kéo về đến tầm này rồi thì mình nghĩ là chúng ta có thể cân nhắc, chúng ta vào một phần, đừng có tham là được. Mình thì mình thấy được là khả năng BTC nó vẫn còn giảm. Đấy, nó có thể giảm về hôm nay, nhưng mà trong cái thời điểm sắp tới này khi mà tin ra thì có thể là đến ngày hôm nay thì có thể nó sẽ có một cái nhịp hồi lên bên trên nó, sau đó tiếp tục giảm xuống tiếp, nên là mình nghĩ là tốt nhất là chúng ta lên DCA từ đây đi, thoát được tít trên đỉnh này rồi thì bây giờ về đến cái vùng gần như là đáy này rồi thì chúng ta sẽ dùng một phần tiền để chúng ta tiếp tục chúng ta mua vào. Vì thế là cái đáy cao hợp lý nhất. Đấy, bản thân mình thì không thể chắc chắn được lâu là đáy, mình không thể làm mà dự đoán được đâu là đáy đâu là đỉnh cả, tất cả nó chỉ là xác suất thôi. Đấy, thì mình cũng đã cho anh em thoát được đỉnh rồi, cái đỉnh thì rõ ràng là mình đã cho các bạn thoát được đỉnh rồi. Nó đã xảy ra rõ ràng, nó biết được là đây là đỉnh rồi, nhưng mà còn cái đáy này thì chúng ta cũng không thể biết được là đâu là đáy, ở chỗ nào là đáy và như thế nào là đáy đâu các bạn. Nó chưa chạy thì chưa biết được, khi nó chạy rồi nó đi hẳn lên, nó lên hẳn lên, nó tạo thành cái đáy dưới này, nó tăng hẳn lên rồi, thì lúc đấy chúng ta mới biết được đấy là đáy. Còn hiện tại bây giờ thì chúng ta chưa thể chắc đây là đáy, nhưng mà mình nghĩ là cái vùng này là chúng ta đã thoát được bên trên, chúng ta vào đây chúng ta mua ở DCA vùng này là mình thấy là cũng tạm hợp lý, cũng không đến nỗi nào lắm, miễn là các bạn đừng mua quá nhiều, chúng ta đừng all in, chúng ta đừng tất tay là được, chúng ta cứ chia ra chúng ta vào hàng là hợp lý, mình thấy là cái đó là hợp lý và cũng không đến nỗi đâu các bạn. Thì sợ anh em all in rồi các bạn tất tay rồi các bạn ấy, thì nhiều khi là chúng ta vào hết thì đến lúc mà giá nó sập mạnh hoặc sập sâu, tức là nó sập sâu hơn cả cái vùng chúng ta dự đoán là 17-18, thì lúc đấy nó mới lăn tăn thôi. Nhưng mà cái việc mà giá nó hồi lại 18-19 nó cũng khá là dễ chứ không không nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta vào như thế thì giá nó hồi lại thì cũng không được nhiều lợi nhuận, thì các bạn cứ từ từ ta bình tĩnh thôi, không thể nào mà vội vàng được, đó là cái quan điểm của mình. Đấy, thì một lần nữa là cái hôm qua mình đã khẳng định với các bạn là khi mình nhớ được là mình đã phân tích về cơ bản về kinh tế vĩ mô, mình thấy được cái vấn đề là BTC nó còn có khả năng đi xuống đây nữa chứ nó chưa dừng lại ở cái vùng 20k này, 20k 22 này, thì mình thấy được như vậy, mình đã phân tích cho, mình đã xác nhận cho anh em một lần nữa, thì hôm nay giá đã về đến 19k rồi, thì cũng là một cái vùng mà mình thực ra mình đã target cái vùng 19k này từ bên trên này rồi, mình target đến đây rồi, thì về cơ bản nó đã về đến target thì mình nghĩ là chúng ta cũng có thể action một phần thôi, nhớ một phần thôi nhé. Nó vẫn còn rất là rủi ro để vào, mà mình thấy được xu hướng hiện tại vẫn đang rất xấu, và thực sự chưa có cái tín hiệu nào ở đây là có thể nói nên câu chuyện là BTC nó có thể hồi lại, nó quay trở lại một cái đá tăng ở nó đâu, và sắp tới nó còn rất nhiều những cái tin xấu, và hiện tại những cái tin liên quan đến kinh tế, liên quan đến kinh tế vĩ mô thì nó vẫn đang khá là tiêu cực các bạn. Mình vẫn đang sợ nó còn một cái nhịp nó test về vùng dưới nữa chứ nó chưa dừng lại ở đây đâu. Đó thì là cái quan điểm nói chung qua mình nói qua một chút. Rồi thì sau đây chúng ta sẽ đi vào cái
nội dung chính của cái video ngày hôm nay, đó chính là cái xu hướng BTC và chúng ta sẽ làm gì với BTC trong thời gian sắp tới. Đó thì trước khi đi vào video thì anh em nhớ, các bạn nhớ like, đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh, và nhớ theo dõi cả Telegram cũng như group Facebook của mình. Các bạn nhớ join vào đầy đủ, các bạn nhớ join vào kỹ càng thì chúng ta mới có thể nhận được tín hiệu sớm nhất từ mình. Đó thì nếu mà anh em thấy video hay và thấy mình nó có cái sự phân tích rất là chuẩn xác thì các bạn nhớ ủng hộ cho mình một đăng ký kênh, đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh, rồi nhớ join tất cả các mạng xã hội của mình. Ok nhá. Sau đây thì chúng ta sẽ vào phân tích với lại cái xu hướng BTC. Thực ra thì với BTC thì hôm nay thì thực sự là cái tín hiệu để mà mua thì thực sự nó chưa có đó các bạn ạ. Nếu mà nói chuẩn ra thì ngoài câu chuyện là cái đây 19k là một cái vùng hỗ trợ mạnh. Mình nói chung 19k thôi, thực ra cái đáy của nó nhất, nếu mà đúng đáy sâu nhất của nó là 18k7 này, thì đây là cái vùng giá nó đáy đã chạm sâu nhất ở trong cái đoạn này. Đấy, trong cái đoạn hai cái lần này thì nó phải đấy nhất. Còn nói chung mình có nói 19k để cho nó tròn số thôi, để chúng ta dễ thao tác, để nó dễ nói chuyện thôi. Thì nói chung là quanh, tựu chung là quanh vùng 19. Thì hiện tại cái xu hướng của BTC thì sau tất cả những gì mình đã phân tích, mình đã cho em thoát bên trên này, thì mình thấy được là đến thời điểm này, hiện tại BTC nếu mà đến về thời điểm này thì nếu mà nói về cái dữ liệu để mà chúng ta có thể mua hàng thì duy nhất một cái đó chính là đây chính là cái vùng hỗ trợ mạnh. Đây chính là cái vùng 19k đã test nhiều lần nhưng không phá được, thì đấy là cái tín hiệu duy nhất thôi. Còn để mà tức là để mà all in hay để mà mua thật là nhiều, hay để mà gọi như là một cái lệnh call rõ ràng chính mình của mình, tức là một cái xu hướng mà mình thấy được là nó có thể quay trở lại tăng, thì thực sự là mình chưa có nhiều dữ liệu các bạn. Chưa có nhiều dữ liệu, chưa có nhiều cái tín hiệu rõ ràng để chúng ta nhận định. Nhưng mà với mình như đã nói từ cái lúc đầu video là gì? Là thực ra về đến cái vùng 19k này, thứ nhất là cái target của mình. Cái thứ hai nữa là sau một đợt giá giảm dài thì khi mà về đến vùng hỗ trợ mạnh có thể nó sẽ có một nhịp hồi quay đó bên trên này. Sau bắt đầu đến ngày những ngày tin ra thì có thể là nó tiếp tục nó bị giảm xuống tiếp. Mình nghĩ là sau một đợt giảm dài thì có thể nó sẽ có một cú điều chỉnh, nó hồi lên, sau đó bắt đầu tiếp tục nó mới giảm tiếp, có thể sẽ là như vậy. Đấy, có thể là như vậy, tức là không phải bây giờ, từ bây giờ là có thể tăng một phát lên luôn, mà có thể là bây giờ vẫn còn rất nhiều tin xấu, rất nhiều cái tin tức mà chúng ta đang chú ý như CPI khả năng vẫn sẽ cao, tức là nó có thể giữ nguyên hoặc có thể nó giảm một chút, và có khi lãi suất sẽ tiếp tục phải tăng cao để tiếp tục kìm nén lạm phát và giảm lạm phát, đưa mức lạm phát về mức lý tưởng là 2%. Đó thì đấy là cái mà mình lo sợ, và đấy là cái mình thấy được là chúng ta phải cẩn thận, nhưng mà chúng ta có thể DCA được rồi. Nói chung nói về cái phần phân tích kỹ thuật trong cái buổi ngày hôm nay, thì ngày hôm nay thì cái cây nến ngày trước đó là một cây nến giảm mạnh, thì với cây nến như này thì chúng ta phải thấy được là khả năng thì nó vẫn còn cái nhịp giảm nữa, nó vẫn còn nhịp giảm nữa chứ nó chưa dừng lại. Nếu như chúng ta nhìn mỗi cây nến không, mỗi cây nến ngày này không, thì nó vẫn là một cây nến rất là xấu để mà vào hàng nếu mà các bạn vào. Nhưng mà với mình thì cái chiến lược DCA là hợp lý, thì mặc dù là một cái cây nến giảm như này, chúng ta phải kết hợp thêm cả mặc dù là một cây nến giảm báo hiệu cho cái việc là khả năng nó còn nhịp giảm nữa, nhưng mà đây cũng là một cái vùng hỗ trợ mạnh. Đây là cái vùng 19k đã rất nhiều lần test không phá được. Thì có thể là ở đây nó sẽ có một cái cú hồi phục. Đấy. Thì thực ra nếu mà các bạn BCA ở đây thì các bạn nếu như đúng như mình dự đoán, nó có thể hồi phục lên bên trên, nó test lại bên trên này. Sau một cái đợt giảm này các bạn thấy được này, nó giảm này, hồi này, giảm này. Sau nó tiếp tục giảm tiếp này. Thì có thể ở cái vùng này, sau một cái đợt giảm dài, giảm nhiều như thế này rồi, thì nó sẽ gì? Nó sẽ có câu chuyện là từ đến vùng này thì có thể là đây là vùng hỗ trợ mạnh, thì có thể là nó sẽ có một nhịp hồi trở lại. Thì đấy là cũng là một phần tại sao, lý do tại sao mình cho các bạn là DCA. Đấy, thì đây là cái vùng hỗ trợ mạnh, thì thực ra thì mình cũng chưa có nhiều cái xác nhận, cũng chưa có nhiều cái nhận định trong cái thời điểm sắp tới đâu. Ngoài câu chuyện là một cái vùng hỗ trợ mạnh thì tín hiệu về nến cũng như là các chỉ báo thì có static thì bắt đầu đang vào vùng quả bán rồi. Thực ra thì cái này thì nó cũng không phải là một cái chỉ báo nó quá quan trọng khi mà xu hướng nó đang chạy mạnh. Khi mà xu hướng cho nó đang chạy mạnh thì nó sẽ liên tục vào vùng quả bán các bạn. Nên là cái chỉ báo động lượng nó sẽ không còn đúng nữa. Đấy, thì anh em xem chỉ báo, các bạn dùng chỉ báo các bạn phải biết được là cách dùng như nào, thời điểm nó dùng hiệu quả như nào, thời điểm nào dùng không hiệu quả. Nhưng mà thực ra chúng ta thấy được là khi mà static nó đào vào vùng quả bán rất là lâu như này rồi thì chúng ta thấy được rõ ràng là cái xu hướng đang bị yếu đi rồi. Đấy, cái nó không phải nó không phải như quan niệm chúng ta nhìn thấy rằng là vùng quá mua quá bán nó sẽ đảo chiều, mà nó là thể hiện cho một cái gì, nó hiện thể cho một cái sự yếu đi của xu hướng. Sau một cái đợt giảm dài thì có thể là cái xu hướng nó yếu đi và có khả năng nó sẽ đảo chiều. Thế nên mình kỳ vọng thế, chắc là nó phải lằng ngoằng. Mình nghĩ là mình cần thời gian để mình thấy được là cái vùng 19k có trụ vững hay không. Đó thì có thể là cái vùng 19k này thì có thể nó sẽ bật hồi trở lại. Nhưng mà kể cả nó hồi lên trở lại thì sắp tới thì có thể nó sẽ bị giá xuống tiếp khi mà gần đến ngày tin lạm phát ra, CPI ra, và có thể đến ngày lãi suất nữa,
thì nói chung là mọi thứ còn quá sớm. Cái quan trọng nhất của mình là vị thế. Mình đã nói các bạn rất là nhiều rồi, cái vị thế của mình đã cho các bạn thoát, và bản thân mình giao dịch cũng thế thôi. Với mình thì cái vị thế quan trọng, bởi vì mình đã cho anh em thoát ở trên 24 25k này, chúng ta thoát ở ngay đỉnh rồi. Thì vấn đề là bây giờ giá nó về đến đây rồi thì chúng ta đã lời rất là nhiều rồi. Lời về coin, những các bạn là lời về coin. Nhưng mình thì ra thì chả có lời lãi gì đâu, chỉ có không mất tiền thôi. Thì trường hợp bây giờ nếu mà có quay ngược trở lại, nó đẩy cây lên nên nó quay trở lại đây, thì chúng ta vẫn lời từ bên trên này, chúng ta thoát trên này mà. Thì nếu mà mua lại vẫn ok, đúng không? Còn nếu mà đấy thì mình nghe bạn gọi bạn nói thì chúng ta không biết đâu là đáy cả, thì chúng ta có thể DCA ở đây một phần 20-30%. Đấy, về xuống tiếp thì chúng ta lại DCA tiếp. Đó thì nói chung là cái đợt giảm giá này, thực ra thì cái xu hướng này chúng ta đã bắt được cái xu hướng này rồi, thì chúng ta đã có một cái vị thế rất là tốt, thì mình nghĩ là chúng ta nên tận dụng lợi thế đấy, và chúng ta hãy dùng cái cách nó hiệu quả nhất để chúng ta có thể là bắt nhịp thị trường. Nói chung là với cách giao dịch của mình thì nó thật là không bắt đáy, nên là khi mà nó chưa có tín hiệu rõ ràng thì chúng ta không thể ôn in, chúng ta có thể vào lệnh được đâu. Nhưng mà thực ra cái vùng 19k như mình đã nói là cái vùng target, và mình thấy được 19k nó cũng hỗ trợ mạnh, thì các bạn có thể kỳ vọng là mua một phần ở đây được. Nếu mà về xuống 17 18k chúng ta sẽ dùng một phần tiếp theo DCA tiếp, tức là chúng ta cứ chia ra 3 4 phần để chúng ta DCA. Trường hợp xấu nhất là về đến 17 18 hoặc tới phá 17 18 một chút, sau đó mới rút chân chẳng hạn. Thì lúc đấy chúng ta sẽ dùng số tiền còn lại DCA, yên tâm đi. Kiểu gì cũng sẽ có đợt hồi lên thôi. Đấy thì miễn là các bạn đừng vào quá nhiều, và quá nhiều thì đến lúc không xử lý đâu. Đó thì nói chung là trên cái buổi cái video ngày hôm nay thì chủ yếu là mình định hướng là các bạn lên vào hàng như nào, rồi các bạn sẽ xử lý như nào thôi. Chứ còn về cái phân tích kỹ thuật thì cái tín hiệu thì rõ ràng nó nằm xuống giảm rất là rõ ràng rồi, vẫn là những cái lén đẩy mạnh xuống. Đấy, thì chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp DCA để chúng ta vào hàng thôi. Chứ còn nếu vùng này ổn đi thì thật các bạn nhìn cái lén như này đang đi như này, mặc dù đây là vùng đỡ giá rất là tốt, vùng hỗ trợ rất là mạnh, nhưng mà để mà nhảy vào mà toàn bộ thì rõ ràng là mình không lên, mình thấy không lên, phải từ từ đã. Chưa rõ ràng trong câu chuyện xu hướng đó các bạn, chưa rõ ràng, chưa thấy được tín hiệu nào là nó sẽ đảo chiều mạnh mẽ đó các bạn. Nhưng với mình thực ra thì kể cả nó không có tín hiệu nhưng đây là vùng hỗ trợ mạnh thì chúng ta có thể vào một phần được DCA, các bạn cứ vào cho mình ít thôi, đừng nhiều là được. Đấy, thì cái quan điểm của mình nó là như vậy. Đấy thì hôm nay thì mình nghĩ là mình sẽ chỉ trao đổi các bạn sẽ tính toán sẽ giao dịch như thế nào thôi. Thì như mình đã nói đấy, thì ở vùng 19k này anh em có thể vào hàng một phần tiếp theo. Đấy thì các bạn có thể vào 20-30%. Thì nếu như mà trường hợp mà giá xấu tiếp, tức là nó có thể nó sẽ đâm về đến vùng này dưới này nữa, thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng số tiền còn lại để chúng ta DCA ở vùng 17-18 này. Đấy, chúng ta tiếp tục chúng ta giải tiền nếu như mà nó xuống tiếp. Nhưng mà mình nghĩ là có thể là về đến vùng này thì có thể nó sẽ hồi phục lên xong cái đợt giảm đây. Từ trên đây đến về đây nó chưa có đợt hồi phục nào rõ ràng cả. Thì có thể từ đây nó sẽ hồi phục lên bên trên này, giai đoạn này một đoạn. Thì đấy là cái gì anh em có thể kỳ vọng được. Trước mắt nó là như vậy và cái cách làm sẽ là như vậy. Đấy, thì các bạn dùng tiền để DCA phần một phần ở vùng này. Đó, các bạn cứ làm cho mình như thế. Còn số tiền còn lại thì chúng ta sẽ có thể DCA 17 18 hoặc là sâu hơn chút một chút nữa. Sâu dưới từ 17 18 phá thì có thể là sâu hơn nữa một chút. Đó, thì đấy là cái cách làm của mình trong cái thời điểm sắp tới. Còn về thị trường Ancoin thì khi BTC sập mạnh như này thì như mình đã nói, như mình đã nhận định trong cái video livestream ngày hôm qua là với mình, nhưng mình đã thấy được là cái hôm qua mình đã xác nhận lại trong buổi livestream hôm qua là mình trước thì mình thấy được là cái việc về 19k là hơi khó, chưa biết có thể về không. Nhưng hôm qua là mình đã thấy được là về cái phân tích về lạm phát, phân tích về cái yếu tố mà lãi suất trong cái thời điểm sắp tới có thể tăng mạnh, thì cái việc mà giá nó còn giảm nữa thì nó khả năng rất là cao. Nên mình nghĩ các bạn là cẩn thận trong cái việc mà chúng ta mua BTC cũng như là việc chơi Ancoin. Việc chơi Ancoin thời điểm sắp tới rất là nguy hiểm, bởi vì thứ nhất là gì? Thứ nhất là DXY, cái BTC Dome nó đã là một cái đà giảm rất là mạnh rồi, còn nó đang quay về, nó test lại cái vùng hỗ trợ là vùng 39 40 này. Nó là vừa vùng chọn số, là vừa là cái vùng đáy này nữa, thì có thể là đợt sắp tới thì Dome nó sẽ bật hồi tăng trở lại, nó sẽ hút máu Ancoin, nên anh em phải cẩn thận chơi Ancoin trong thời điểm này. Trước thì anh em chơi thoải mái, nhưng đến thời điểm này thì mình nghĩ là chúng ta phải cẩn thận và phải cân nhắc, nó rất là nguy hiểm đấy. Đấy thì là cái câu chuyện đấy. Thì quay lại với BTC thì nói chung và với mình với BTC thì như mình đã nói trong cái livestream, mình đã xác nhận là cái việc mà có thể về 19k, mình đã xác nhận lại các bạn. Trước đó thì mình còn đang cân nhắc và tính toán, nhưng sau hôm qua mình ngồi tính toán lại, mình thấy được là phân tích cơ bản và kinh tế vĩ mô, mình thấy được là khả năng nó còn về 19. Mình đã nhận định luôn trong cái buổi livestream ngày hôm qua, buổi trưa ngày hôm qua. Đó thì với hình hiện tại như mình đã nói này, thì các bạn cứ chia ra DCA, và các bạn phải nhớ được là thời điểm này thì
thực sự là cái tín hiệu cũng như là cái xu hướng nó vẫn rất là xấu, nó vẫn chưa có một cái gì rõ ràng là có thể làm cho giá quay đầu đảo chiều tăng lên cả. Và sắp tới CPI 13, ngày 13 tháng 9 CPI nó sắp ra, thì dự báo của mình đã nói từ hôm qua rồi, thì có thể là CPI nó sẽ giữ nguyên hoặc có thể là giảm nhẹ thôi. Nên là dẫn đến cái việc mà xong đến ngày 22, 21, 22 tháng 9 sắp tới, có thể Fed nó sẽ mạnh tay, nó nâng lãi suất lên là 0.75. Đó, thì từ giờ lúc đấy thì thị trường nó vẫn sẽ sợ hãi, vẫn sẽ bán tháo. Đấy, thế là thời điểm trước mắt để chúng ta có chỉ có thể dùng phương pháp DCA để chúng ta mua thôi. Đó, hiện tại thì BTC thì nói mà các bạn nhìn trên khung ngắn thì các bạn thấy được đây là cái câu chuyện nó về đến vùng hỗ trợ kháng cự, thì bắt đầu là sau hai lần nó test lại cái đáy 18K6 này. Thực ra hôm qua mình đã nói là có thể là về đến 19K và có thể đâm sâu hơn 19K một chút, sau đó vẫn rút chân lên. Đúng không? Vẫn đúng như kịch bản của mình đã nói. Có thể đâm sâu hơn 19K một chút, sau đó bắt đầu mới rút chân lên. Đó, thì hiện tại nó về đây nó test đây sau đó hồi lên, thì có khả năng từ đến đây nó có thể nó hồi phục lên bên trên này. À, thì cái mình nghĩ là các bạn DCA là hợp lý rồi, cứ mua DCA đi, đừng có lăn tăn quá. Chúng ta thoát ở trên đỉnh rồi thì bây giờ là đáy thì cũng không biết ở đâu cả, thì chúng ta có lựa lựa chúng ta vào thôi, chứ còn cũng không thể biết được chắc chắn đâu là đáy để chúng ta mua được đỉnh bán được đáy, nó khó lắm các bạn. Giao dịch thì với mình nói thật như các bạn là giao dịch với mình, các bạn bảo mình có may mắn không thì mình có, giao dịch bao giờ cũng có yếu tố may mắn các bạn. Nhưng mà để sống sót, để tồn tại và để có cái sự phân tích đúng trong dài hạn và tỷ lệ thắng cao thì tất cả nó phải dựa vào sự hay, tức là hay và hên, thì hên nó là có nhưng nó chỉ là cái phần rất là bé, đâu đó chiếm khoảng tầm 5% hoặc dưới 5% thôi. Còn cái chính thì nó vẫn là ở cái tư duy, ở cái cách làm và ở cái câu chuyện là cái trải nghiệm, cái trình độ trong quá trình học hỏi, cố gắng rèn luyện qua năm qua tháng, tích lũy kinh nghiệm. Chứ còn nói thật các bạn là may mắn thì anh em bảo may mắn, hên thì nó có nhưng mà nó chỉ là cái phần rất là nhỏ thôi. Các bạn tồn tại trong thị trường, các bạn sống sót được, các bạn ở lại được và các bạn có lợi nhuận được thì nó không thể dựa vào may mắn được. May mắn nó chỉ một hai lần thôi, không thể có một cái chuỗi dài may mắn, không phải một chuỗi dài đúng nhiều đến như vậy được, đúng không? Đó, thì trên đây thì nói chung là mình trao đổi các bạn một chút về cái định hướng. Thì với mình thì BTC hiện tại thì mình cũng đang cân nhắc việc mà xuống nữa hay không thì mình cũng không dám chắc, không dám chắc. Nhưng mà với cái xu hiện tại thì mình nghĩ là cái vùng 19K cũng chưa chắc đã trụ được các bạn ạ. Nhưng mà trong thời điểm ngắn hạn thì có thể nó sẽ hồi phục đâu đó lên bên trên, sau đó mới tiếp tục sập xuống tiếp. Nên là mình ủng hộ phương án DCA và bản chất mình đã có một phần hàng ở vùng 19K rồi. Đây là nói thẳng và nói luôn cho các bạn là các bạn tự tin cũng như là các bạn có thể action cho nó thoải mái, là mình cũng có một phần hàng, không phải là nhiều, nhưng mình đã có một phần hàng ở 19K rồi. Đó, thì mình còn đang theo dõi CPI và theo dõi lãi suất trong cái thời điểm sắp tới. Gần đây nhất là CPI, CPI ra rồi thì sẽ định hướng chắc chắn hơn về lãi suất. Đó, thì có thể là nếu mà CPI tiếp tục nó vẫn là tăng cao, à nó vẫn là giữ giữ cao, giữ ở mức cao, có thể là nó giảm nhưng mà nó giảm nhẹ và vẫn rất là cao so với cái mức lý tưởng 2%, thì rõ ràng là lãi suất khả năng tiếp tục phải siết để kìm hãm lạm phát. Đó, thì đấy là cái nhận định cũng như là cái đánh giá của mình trong cái thời điểm sắp tới. Thì hôm nay thì chủ yếu là trao đổi và cũng như là các bạn cô anh em vào một phần hàng, bởi vì các bạn thấy các bạn khá lăn tăn và các bạn cũng đang cân nhắc, thì nói chung thì cũng chẳng ai biết là đáy cả như mình đã nói rồi, thì anh em cứ để xe cho mình thôi, đừng all in là được. Xu hướng thì mình vẫn đang thấy là khá là tiêu cực, vẫn chưa thấy được tín hiệu là đảo chiều rõ ràng. Có thể là có tăng thì có khi nó chỉ tăng hồi lại điều chỉnh thôi, do đó gần đến ngày tin ra, bởi vì tin mình thấy được là nếu như theo cái góc nhìn của mình, mặc dù tin chưa ra nhưng theo cái góc nhìn của mình thì tin nó vẫn khá là tiêu cực, thì có thể là nó sẽ còn doom nữa chứ nó chưa giảm, nó chưa 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 hồi mạnh mẽ trở lại đâu. Nhưng mà các bạn có thể đi xe ở đây được rồi, có thể xe một phần đây rồi, thì các bạn cứ làm theo như mình. Đó, thì trên đây là cái nhận định cũng như là cái đánh giá của mình. Thì nếu như các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh để có thể nhận được video sớm nhất từ mình. Ngoài ra thì các bạn nhớ join cả nhóm Telegram cũng như group Facebook của mình. Thì video đến đây thì cũng dài rồi, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.